Hello anh em. Hôm nay mình có một trận banh với đội của anh Lâm Rô Béo. Cũng đã rất lâu rồi không có một trận banh với anh Lâm ha. Sân A2 Phan Chu Trinh, Bình Thạnh. Ok. Mọi người thì đang trong sân rồi, mình thì tới hơi trễ. Đó, đang đá nè, mấy anh em áo hồng. Đội anh Lâm có bộ đồ khá là nữ tính anh em ha. Đồ màu hồng. Chỉ riêng đồ keeper thì màu trắng thôi. Đó. Ồ, kế bên có khu vui chơi cho anh nít nè. Mà sao thấy đóng cửa không hoạt động ta. Chắc nghỉ dịch hơi lâu. Ồ, ship tí nữa bị đá trúng mặt rồi. Ồ, ai đây, nay gặp Tấn Nghĩa đồ. Hay quá em ơi. Bữa giờ làm mệt không? Vắng anh ơi. Vắng hả? Ế hả? Dạ. Mấy ngày đầu thì đông đúng không? Đúng rồi. Còn giờ ế đúng không? Thôi đang cố gắng ha. Dạ. Vài bữa nữa qua em cắt tóc chưa? Đúng không? Thay tóc dài thòn không? Nhớ lần trước cắt cho anh không? Nhớ. Mà giờ em đâu còn cắt chỗ đó nữa hả? Anh em chỉ vô quận 4. Ồ, dạ. Wow. Trời may dữ quá. Nhưng mà không mưa. Hôm nay mình đi cắt tóc. Tóc dài quá rồi, phải cắt tóc thôi. Đó, mà cắt ở... Ồ, chỗ khá đặc biệt. Rất là lạ. Ngay giữa đồng không phải gặp Bidexco phía bên đây. Và xa xa, đây là quận 2 nha anh em. Mình cắt chỗ một người em của mình, Tấn Nghĩa, một anh em. Hello em. Người em trong... Để mình ép xem. Đó. Nghĩa đang cắt cho một bạn khác. Anh ơi, anh này hỏi cái điện thoại anh xài điện thoại gì anh xài? S21 của anh cha. S21 của anh cha. Dạ. Anh cắt xong là anh đi luôn rồi. Ờ, cắt xong đi tập luôn nè. Cắt tóc trong này, ngoài kia thì mưa. Cuối cùng cũng xong. Tóc này ngắn vậy nè để không bị che mắt nữa, thấy đường đá banh. Chứ còn tóc dài như mọi khi che hết mắt là không thấy đường đá banh. Bye bye. Chỗ cắt tóc ngay một cái chỗ mà khá là đẹp. Rất đẹp luôn. Chưa thay đồ nữa. Thiếu đồ, đồ đang gửi lên. À, đồ anh gửi lên, vậy là em cũng không có đồ luôn đúng không? Rồi anh Lâm đồ cũng không có luôn. Không, anh hôm nay coi thôi. À, hôm nay bị đau đúng không? Chết rồi, sưng hơi bị to luôn á. Anh tới tư vấn vậy. Rồi tư vấn gì nữa, giờ cái này chụp MRI chứ biết gì đâu tư vấn. Chụp MRI có kết quả hết rồi, tư vấn gì nữa đúng không? Đúng rồi. Cái đội hình này lạ ta. Tài có nè. Ba cầu chính là Tài nè. À đây nè, Hiếu nè. Ba, Hiếu, Tài, Luân. À, ok. Xít vào. Lại mang giày thôi. Và quấn đầu gối chứ ha. Trong lúc đợi đồ lên thì xem Tấn Nghĩa đá tí xíu nha. Mới vô có pha 1-1 rồi. Hay dữ trời. Hay dữ trời. Ủa biết có máy quay rồi đá hay dữ vậy. Cái chân này nhìn khỏe quá ta. Tướng đẹp. Cơ bắp đồ. Có điều không biết sao quấn gói dữ. Chù. Thủ môn rất là chuyên nghiệp. Băng gói, băng chỏ, găng tay đầy đủ luôn.
0-2. Chà, pha tranh chấp rất mạnh. Tuấn Nghĩa. Ồ, áo 99 dữ dội trời. Số hơi bị đẹp đấy. Quá hay. Pha lắc người của Tuấn Nghĩa. Nhưng mà rốt cuộc cũng hoành về. 1-1. Không có đường lên. Không có pha bật tường. Hay quá vậy. Một cú dứt điểm còn hơi hiền. Trúng vị trí của thủ môn. Rất tiếc, cú đó mà đã ra góc là ăn rồi. Vẫn còn Phúc La Di Đô. Và đã có bàn thắng cho Phúc La Di Đô. Và trước đó là một pha đi bóng rất hay của Tuấn Nghĩa. Chết. Tốt nghe ơi. Trời ơi, cầu dọc hoài. Anh ba. Tay đúng không? Thay. Đâu người rồi? Ăn. Đội bạn giờ cởi trần hết luôn rồi. Xem Tấn Nghĩa đó tiếp. Hết cây. Cú sút trái phá nhưng lại không đủ hiểm. Vẫn chưa có bàn thắng. Hay quá. Pha chọc háng rất hay của Nghĩa cả chân. Hay quá trời luôn. Một pha cản phá rất xuất sắc. Tuấn Nghĩa. 1-1. 3-3 rồi. Đi bộ hết rồi. Tiếp tục cú dứt điểm. Sức mạnh ghê luôn. Tiếp tục cú chích mũi. Ây da. Hơi đau. Phản công. Pha lên bóng rất tốc độ.
Pha sau kim của Tấn Nghĩa. Wow, pha dứt kỹ thuật, bóng chạm sàn ngang. Cú đá từ rất xa và đã có một bàn thắng của Nghĩa. Nghĩa này từng đá với mình ở một trận C7 trước đây rồi. Anh em xem lại ở phía trên góc nha. Tấn Nghĩa 1-1. Quyết định đi quá được rồi. Một người. Nhưng cú dứt điểm đã bị cản phá. Hai Nghĩa gặp nhau. Tấn Nghĩa lên mà tốc độ. Dứt điểm. Không vào. Pha bật tường không thành công. Bán ba. Pha chọc háng hay quá. Tấn Nghĩa đã kịp về một lót và bán hai. Pha bẻ người, gãy hết tất cả. Rút lên. Người này. Bến ba. Đấy, sao? Pha. Biên. Bên phải. Ok. Dũng. Trên trái. Dũng. Dũng. 1-1. Vậy. Lấy đạn, lấy Dũng. Khoa, hơn người. Đây. Đi gỡ lại đúng rồi, biết góc này, biết góc. Biết góc, biết. Biết. Này mất cái bánh nhá. Tốt, Huy.
Lên, 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 lên. Một bên, một bên. Đứng yên trong Long Thành. Lên đi. Chạy về. À, hơi xui rồi. Xui rồi. Vậy. Ok, kết thúc trận banh với mấy chục cái xà ngang và cột dọc. À, trời ơi, cái gì mà xà ngang cột dọc không mà ngay cả bàn thắng của mình ghi cũng trúng ngay cái cột dọc đó anh em à. Thì anh em đếm được bao nhiêu cái xà ngang, bao nhiêu cột dọc thì comment cho mình biết nha. Ở sân này buổi tối mát quá, ở đây có nguyên tòa nhà cao là cao, chung cư gì của khoa? À, Chu Văn An. Đây là chung cư Chu Văn An. Nếu mà anh em nào mua căn nhà ngay chung cư Chu Văn An này có thể từ trên đó nhìn xuống đây coi mình đá banh ha. Anh em nào trên chung cư này điểm danh bằng cách comment nha. Rồi ok, nếu anh em thấy hay nhớ like, đăng ký kênh, đón chờ các clip của mình trong thời gian tới. Và anh em thấy chất lượng video clip gần đây của mình như thế nào, thấy chân, thấy cầu thủ hay không, hay đăng ký và chia sẻ clip này cho nhiều người biết đó nha. Ok, mình là Phạm Thi, xin chào, gặp lại, bye bye.